Tao đập một cái là suy cà que. Bữa nay về nhà là tao lột da mày, tao nấu cao như mấy con kia là khổ đời nha sư con. Đây nè, anh chị mà hỏi em ơi, con mưa này nó không có chân, rồi nó cũng không có tay, mà làm sao nó múa được? Thì đây nè, em mời anh chị dòm kỹ nha. Nó không có chân, nó không có tay, nhưng mà khi em mở cái nhạc lên, anh chị mình xem coi cái đầu nó lắc qua lắc lại, cái mình nó uống tới uống lui, rồi cái đuôi nó nhịp nhịp theo điệu nhạc. Coi chơi đại ngứa con mắt lắm em. Đây, bây giờ anh chị mình cũng đến lại đây rồi. Coi em vẽ cho nó ba cái vòng, em đốt lửa lên, rồi điều khiển cho nó nhảy múa. Tặng bà con anh chị bản nhạc coi chơi buổi chiều hôm nay một bữa cho vui ha. Bắt đầu vô chương trình biểu diễn á. Mời anh chị đậu sát sát vô, chị đậu sát sát vô cho nó đảm bảo trật tự giao thông cái. Đấy nè, anh chị đậu sư sát sát vô trong coi cho nó đảm bảo trật tự giao thông. Em đâu có bán vé gì đâu sợ, đậu sát vô trong đi, coi chừng nào chán rồi ghe xe ra về, đậu sát vô trong coi giùm em. Đây, bây giờ bắt đầu, coi em từng quả cho nó nghe. Mời anh chị tham quan. Rồi, bây giờ cô mắt anh chị thấy em đốt lửa lên từng quá cho nó xong rồi. Bây giờ mời anh chị khán giả hướng mắt vào bên trong nha. Coi em điều khiển cho nó biểu diễn làm trò suy xuyên anh chị xem chơi buổi chiều hôm nay. Bây giờ chú Tư mày bò qua bên tay trái, chào anh chị bên tay trái. Rồi bò qua bên tay phải, chào anh chị bên tay phải. Rồi bò vô giữa là sân khấu của chú mày. Chú mày nhảy múa tặng cho bà con một bản nhạc. Mà chiều hôm nay nghe tôi dặn đàng hoàng nhau, ra bên ngoài là phải múa theo nhạc yêu cầu. Cô bác anh chị muốn chú mày múa điều gì thì chú mày phải múa điều đó. Xì lon, cha cha cha, tư bóp, sun, lambada, không? Mà múa lạng hoạng nhau, tao đập một cái là suy cà que. Bữa nay về nhà là tao lột da mày, tao phơi khô như mấy con kia là khổ đời luôn nha chơi con. Anh chị hỏi em ơi, con lưa này nó không có chân, nó không có tay, mà làm sao nó múa được? Thì đây nè, em mời anh chị dòm kỹ nha. Nó không có chân, nó không có tay, mà sao nó múa được? Thì đây, em mời anh chị dòm kỹ. Nó không chân, nó không tay, nó cũng sắp đi luôn rồi. Đây nè, mà em mở cái nhạc lên, anh chị mình xem coi cái đầu nó lắc qua lắc lại, cái mình nó uốn tới uốn lui, và cái đuôi nó nhịp nhịp theo điệu nhạc. coi đại ngứa con mắt lắm nha. Đây, bây giờ bắt đầu. Mà anh chị mình cũng đã từng xem ở trên các đoàn ship rồi, nhất là đoàn ship Trung ương hay nữa là đoàn ship Long An. Thì anh chị mình thấy người ta huấn luyện nào là con voi nó đá banh, con khỉ nó chụp luôn, con chó nó biết làm đón, và cái đó nó dễ. Tại vì sao? Trong lúc người ta điều khiển cái con thú, lúc nào ở trên tay người ta cũng có cầm bánh kẹo, cầm mồi cho nó ăn mới điều khiển cái con thú được. Anh chị hỏi vậy rồi con nưa này nó ăn cái gì? Dạ xin thưa anh chị, nó không ăn bánh kẹo như mấy con kia, mà con nưa này nó ăn toàn là gà, ăn toàn là vịt không à. Mà chiều hôm nay đây nè, ở trên cái đành đá này đây, anh chị dòm kỹ nha. Em không có đào một cái lỗ, em chôn sẵn con gà hay là giấu sẵn con vịt ở đây. Bây giờ hôm nay em chạy vô trong chợ, em mua con gà, con vịt ra đây cho nó ăn, thì nó mất đi cái thời gian anh chị coi em biểu diễn không? Đây nè, bây giờ mời anh chị khán giả hướng mắt vào bên trong nha, coi em thực hiện ra cái con gà ở trên cái nền đá này coi chơi. Cho con nưa này nó quấn là nó ăn, ăn xong rồi nó múa. Anh chị và khán giả xem chơi một bữa cho vui nha. Bắt đầu vô chương trình biểu diễn nha. Anh chị có xe đậu xuôi, cái đầu xe sát sát vô trong coi giùm em nha. Anh đậu xuôi lại giùm em cái, anh đừng đậu ngang, đậu xuôi vô giùm cái. Đây, bây giờ coi em bắt ra con gà, cho con nưa này nó ăn coi chơi. Mời bạn bắt đầu. Em không bán vé, em không xin tiền, nhưng mà cái nào em diễn hay anh chị vỗ tay anh chị mình, và vỗ tay em cảm ơn. Bắt đầu.